Và ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho chương trình khi mà cũng đã mời đến đây được một người thầy giáo, đó chính là thầy Mai Văn Túc. Và em xin được thay mặt cho những học sinh chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục cái sự nghiệp trồng người của mình ạ. Vâng, rất là cảm ơn em. Và nếu quý vị khán giả đã xem rất nhiều chương trình của VTV3 thì có thể nhận ra thầy Túc đã rất là quen thuộc của chúng ta qua chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Và ngày hôm nay thầy Túc tới đây không mang bảng, không mang phấn, nhưng mà có rất nhiều những thứ, những món đồ. Quý vị có thể nhìn ngắm ở đây trên mặt bàn của hai người dẫn chương trình lúc này. Và em xin phép thầy một chút là em hỏi Ngân. Đấy, Ngân gọi chung tất cả những món đồ của thầy Túc ngày hôm nay mang đến là cái gì nào? Em nghĩ là những món đồ cổ xưa và phức tạp. Cổ xưa cho bên này và phức tạp cho bên kia. Vâng ạ, thầy Túc ạ, thầy có thể giới thiệu một chút để Ngân cũng như tất cả quý vị khán giả bớt tò mò được không ạ? Đây là các cái ứng dụng của công nghệ và vào khoa học kỹ thuật, từ cái khoa học cơ bản qua từng cái thời kỳ theo cái tiến trình phát triển của lịch sử. Vâng, ở đây em thấy là có cassette hay có radio gì đấy đúng không thầy? Đúng rồi. Vâng, đây là một cái Đó là một cái radio, chuyên dụng. Vâng. Đây là cũng là một cái... Đấy là một cái loa. À, một cái loa. Mà cách đây khoảng nửa thế kỷ. Ủa, thế thì tuổi nó còn nhiều hơn tuổi của em với Ngân. Đúng rồi, luôn. Đã được treo ở từng hộ gia đình. Vâng. Để nghe thông tin về thời sự. Còn đây là cái đài đúng không thầy? Đài này sách treo được. Đúng rồi. Di động. Đấy. Thời xưa mà có một cái đài này mà đeo ở hông ấy là đi đâu cũng được nhiều người ngưỡng mộ lắm. Vâng, đấy, ví dụ như tôi mà đeo hông như thế này, tôi đi là chị Ngân mê liền, đúng không? Dạ không, cái này em nghĩ là của sang nhờ người anh ơi. Nhưng mà dù là đã trải qua thời gian và năm tháng, thế nhưng mà ngày hôm nay thì Túc mang đến đây thì em vẫn cảm thấy rất là ngưỡng mộ bộ sưu tập của thầy. Và em còn ngưỡng mộ hơn khi mà em biết cách đây phải là 5-7 năm rồi là thầy đã có cái thông tin thì rất là muốn chuyển nhượng những cái bộ sưu tập của thầy. Để từ đó thì thầy lại tái tạo cho cái đam mê của thầy và đóng góp cho ngành giáo dục, đúng không ạ? Đúng rồi em. Và bây giờ thì cái công cuộc nó đang đi đến bước nào rồi hả thầy? Tức là hôm nay là mang đến đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Và có một cái kho hàng nghìn cái món đồ đã được sưu tầm về. Và điều đặc biệt đó là tất cả các cái thiết bị này đều hoạt động như nguyên bản. Đấy, đó là nhờ vào cái hiểu biết của mình đã làm cho nó sống lại như nguyên bản. Ví dụ như cái đài như thế này gọi là đài Sông Hồng. Vâng, đài Sông Hồng tức là của Việt Nam. Đúng rồi, cách đây cũng khoảng cỡ 50 năm rồi. Tức là có cái thời gian sử dụng rất là lâu rồi. Tức là thầy ơi, thầy mua về là nó trong tình trạng có thể hoạt động được hay là nó hỏng hóc và thầy phải sửa chữa? 90% là bị hỏng hóc. Vâng. Đấy. Bởi vì không hỏng hóc họ không bán. Vâng. Mình em thì thật sự là lúc mà Ngân nói là đồ xưa ấy thì em cũng nghĩ là nó không hoạt động được đâu, chỉ bày cho đẹp thôi. Em thử hỏi thầy một chút là cái món to to bên tay phải thầy, đây là một cái máy một cái loa nghe nhạc đúng không ạ? Đây là một cái phát minh, một trong hơn 1000 phát minh của Edison. Wow. Vâng. Nó là một cái máy nghe nhạc mà không hề có một chút điện nào, toàn bộ là cơ khí. À, vâng. Dạ vâng ạ. Em có muốn nghe thử không? Có, rất tất nhiên rồi ạ. Dạ. Bây giờ thì thầy sẽ khởi động cho em nghe thử nhé. Vâng. Thầy có thể cái đến này phía là... sau cái loa để tất cả mọi người đều nhìn thấy ạ. Dạ. Cái này là phải quay tay. Vâng. Đấy. Lúc này quay tay là ta tích trữ năng lượng vào cho một cái ổ cót. Vâng. Sau đó thì thả cái phanh ra thì nó sẽ quay. Vâng. Đấy. Khi nó quay thì khi ổn định rồi thì bắt đầu ta đặt cái kim xuống. Cái này nó mô hình nó cũng tương tự như cái đĩa than đúng không thầy? Nó là đĩa than đấy. Vâng, đấy đấy. Đấy, bây giờ muốn nghe to thì phải khuếch đại nó lên. Vâng. Vì nó chỉ có cái loa này thôi. Vâng. Những cái này sao em, như em thì em không biết là em có đủ can đảm đụng vào không á, em cảm thấy mọi chi tiết của nó không đều... sao đâu, có thầy ở đây rồi, em làm hỏng thầy sửa được. Dạ vâng. Nhưng mà thầy ạ, em lại dành một sự tò mò rất lớn cho cái món đồ ở bên kia hơn thầy ạ. Giống như là em đang lạc vào trong một cái phòng thí nghiệm nào đó của môn vật lý đấy, của những cái món năm tháng em đi học. Đúng rồi, hôm nay là ngày 20 tháng 11 thì tri ân các thầy cô và cũng muốn gửi đến các thầy cô dạy vật lý, dạy môn khoa học tự nhiên trên cả nước một số cái chuyển hóa từ cái bộ đồ xưa này do phụ huynh mua với cái tinh thần ủng hộ. Vâng. Để nghiên cứu, để phát triển các cái thiết bị thí nghiệm phục vụ cho giáo dục. Dạ. Thì có rất nhiều các cái thiết bị, nhưng mà hôm nay có khoảng hơn 100 sáng chế rất là ít cho giáo dục. Vâng. Nhưng hôm nay chỉ mang đến một số của thầy và các cộng sự ở Edison. Vâng. Thầy ơi, có thể thử ngay tại đây không hả thầy? Vâng. Đây là thử ví dụ. Dạ. Rồi. Đây là một ví dụ em nhé. Vâng. Ví dụ như là sách giáo khoa của nước ngoài và của Việt Nam ấy rất khó khăn trong cái việc tìm ra cách
chứng minh một cách tường minh là cơ thể người có thể dẫn điện. Yeah. Ui, sao lại phải chứng minh một cái điều nó hiển nhiên như thế hả thầy? Bởi vì em thấy là mình chạm vào điện là bị điện giật bắn ngay ra, hoặc là thậm chí có nhiều người là bị điện giật là tử vong mà thầy. Không, nhưng mà với những người chưa bị điện giật bao giờ thì người ta không tin. Ôi, cái này em cũng không mong muốn được chứng minh trong cái trạng thái này đâu anh ơi. Vâng, nhưng mà có một cách chứng minh an toàn hả thầy? À, đây là thiết kế sử dụng vào công nghệ. Đây là thiết kế để chỉ ra được là dòng điện có thể đi qua người nhưng mà không ảnh hưởng một chút gì đến sức khỏe. Vâng, điện này là bao nhiêu vôn đây thầy? Cái này là điện này có 9V thôi. 9V. Vâng. Rồi, giữa hai điện cực này bây giờ đang có hiệu điện thế. Dạ. Và nếu mà cơ thể người dẫn điện thì cái hệ thống bóng đèn này sẽ sáng, nó kích hoạt cho cái hệ thống bóng đèn này sáng. Vâng. Bây giờ để cho bọn em đỡ sợ thì thầy thử trước nhé. À, không, 9V thì em không sợ đâu, em sẵn sàng làm luôn. Vâng. Đây ạ. Em cầm. Em cầm, vâng. Tại sao nó chưa sáng? Thầy cũng cầm, em cũng cầm, nó chưa sáng. Vì em, vâng. Là vì có thể là dòng là chưa khép kín đúng không? À đúng rồi, chính xác. Rồi. Đấy, bắt tay nhau. Vâng, bởi vì với thầy là em xem Olympia rất là kỹ. Em cảm giác như đây là lên bảng trả bài cũ. Nên muốn thử không? Em thử không? Dạ, em cũng muốn. Đây. Đấy. Đấy, thôi rồi, cứ để đây đã. Thôi em cứ để đấy vì sợ là còn nhiều những cái tiết mục hay vâng, hơn. Vâng. Dạ vâng. Thế thì thầy thử demo tiếp cho em cái bảng to to đằng kia được không ạ? Đấy là... À đây. Vâng ạ. Đây là sử dụng một cái này chắc là các thầy cô rất là thích. Dạ. Yeah. Đấy. Sử dụng cái công nghệ của cái nam châm đất hiếm ấy, rất là sẵn và mạnh. Vâng. Và thứ hai nữa là các cái gắn bảng là một này. Và cái công nghệ để làm ra các cái nam châm bây giờ nó khỏe ấy. Vâng. Thì chúng ta đã thiết kế được những cái thiết bị gắn bảng và hầu hết là các thiết bị bây giờ tôi đã sáng chế và đưa lên bảng hết để cho học sinh quan sát và giáo viên thực hiện cực kỳ là nhanh và hiệu quả. Vâng. Tức là học sinh không cần phải di chuyển đến đây, bất cứ một cái vòng thí nghiệm nào. Đồng hồ đo thời gian hiện số để đo tốc độ bài học lớp 7 chẳng hạn, hoặc là lớp 10. Thì bây giờ nếu như bình thường đấy, thì ta rất mất thời gian, nhưng mà bây giờ ta chỉ cần bật lên như thế này thôi. Và bây giờ kết nối cái cổng quang rồi thì ta chỉ cần thả cái viên bi ở phía này chẳng hạn, nó sẽ chạy về phía này. Đấy. Đấy, ví dụ như thế. Vâng. Dạ. Đây, bây giờ các em có thể quan sát rất là nhanh. Ví dụ như bây giờ ta có thể đo được cái khoảng thời gian nó chuyển động. À đây. Nó chưa vào cái đúng cái vị trí của nó. Đây. Tức là các thầy cô có thể thiết kế rất là đơn giản. Đấy, để cho cái thiết bị nó hoạt động thì có thể đi đường nó bị lỏng cái rắc thôi, chứ còn làm thế này là tất cả được gắn ở trên bảng và nó rất là tường minh. Dạ. Dạ vâng. Em mời thầy ngồi phần đây ạ. Em muốn hỏi thầy một câu hỏi nữa thôi. Đấy là từ cái niềm đam mê sưu tập những cái đồ điện của thầy, và thầy đang có một cái bộ những dụng cụ làm thí nghiệm em thấy rất là thú vị. Và nhưng mà những bạn học sinh làm thế nào để tiếp cận được bộ sưu tập này của thầy? À bây giờ là như thế này. Một trong những cái yếu tố làm cho chúng ta khó triển khai học đôi với hành, vâng, đó là yếu tố về trang thiết bị, yếu tố người thầy và yếu tố nội dung khai thác. Và với cái hiểu biết sâu sắc về cái điều kiện, thiếu điều kiện để ta có thể triển khai học đôi với hành đến các em học sinh trên cả nước ấy, thì thầy đã thiết kế ra các cái thí nghiệm này và mong muốn là mở ra các cái trung tâm ở các tỉnh để cho các thầy cô đến đó để thực hành, để thạo, và mong muốn sản xuất ra rất nhiều các cái thiết bị này để các thầy cô ở các cơ sở giáo dục được dùng. Dạ vâng. Đấy. À. Và đấy là cái mong muốn của thầy. Dạ vâng. Em lúc nào cũng nghĩ là các bạn học sinh bây giờ đang ngày càng giỏi hơn, nhưng mà thật sự là bởi vì đứng sau các bạn cũng có những người thầy, người cô ngày càng tâm huyết hơn. Tâm. Dạ. Để tìm tới nhiều cách thức rất là sống động để truyền tải kiến thức. Và một lần nữa em xin được cảm ơn thầy vì những chia sẻ của thầy ngày hôm nay, những thí nghiệm rất là thú vị với chúng em ạ. Rồi, xin cảm ơn. Xin chào các quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì chúng em cũng có một cái cuốn sổ nhỏ muốn gửi tặng cho thầy Mai Văn Túc. Đây là cuốn sổ có chữ Be Happy and Smile của VTV3. Vâng, chúc cho thầy thật là nhiều nụ cười và luôn hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các em. Vâng, cảm ơn thầy Túc rất là nhiều với một câu chuyện rất thú vị đã tới và chia sẻ với chúng ta trong ngày hôm nay.